đây là lần thứ 22 tổ chức Monozukuri làm handmade. Satoshi Mama xin chào các cô chú và anh chị. Hôm nay ở đây thì còn làm handmade. Đây, một số quầy handmade thực hiện vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Cho mọi người xem nè. Satoshi không đi đâu đấy. Quầy này có cái gì đây? À, hay, 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 cho nhìn đi. Đây có mấy cái túi làm bằng tay nè, nhìn rất là kawaii. Sao tôi xin? Đây có mấy cái quầy gì đây? Mấy con này cũng... Sao tôi xin đi lòng tông? Bạn sao tôi xin đi lòng tông hả? Đi Satoshi. Có mask làm bằng tay nè. À, có bài em dễ thương. Ở đây hoa làm bằng tay nhìn nhỏ nhỏ. Ở đây thì có túi sắt nè, có bí nhỏ nè. Đây thì có mấy cái ví cầm tay. Đây, tất cả mọi thứ đều làm bằng tay. À, dàn nhạc nghỉ rồi Satoshi à, nhà mình đi trễ rồi. À, ở đây có mấy cái móc khóa nè, nhìn rất là dễ thương. Ui, rất là đẹp luôn, kawaii, 500 yên. Ở đây là gì nhỉ? À, mấy cái khung hình nhỏ nhỏ ha. Đây là lần thứ 22 tổ chức Monozukuri làm handmade.